vấn đề đào tạo nó cũng là một cái vấn đề mà có ảnh hưởng nhiều tới cái vấn đề cái nền điện ảnh của mỗi nước. Anh có dịp mà tiếp xúc với lại các trường cũng như là các cái người mà liên quan tới vấn đề đào tạo những cái thế hệ làm phim hoặc là đóng phim của Việt Nam, và anh thấy cái vấn đề đào tạo Việt Nam như thế nào? Có cách đây hai năm liên tiếp á, thì Charlie có được mời về làm một cái workshop ở Hà Nội, một cái workshop về filmmaking ở Hà Nội. Thì cái workshop đó nó chỉ có 2 tuần lễ thôi, mà cái hội mà mời là Ford Foundation, nghĩa là cái ở bên đó họ gọi là cái quỹ Ford, bên đây mới gọi là cái Ford Foundation. Thì Ford Foundation nó tài trợ cho một nhóm Ford Foundation. Nó tài trợ cho một nhóm giáo viên ở Mỹ về để mà đào tạo để mà đào tạo một số sinh viên trong cái lĩnh vực viết kịch bản với lại film critic. Thì trong cái lớp mà film critic, film study đó thì cái người mà đảm trách về cái program đó một năm á, thì ổng mời rất nhiều người từ nước ngoài về để mà làm những cái workshop nhỏ cho cái nhóm sinh viên này. Ở nhóm sinh viên này cũng được select rất là kỹ, select khắp nơi, cả nước, cả nước phải nộp đơn về, và họ select khoảng chừng 25 em, nghĩa là đạt đủ cái điều kiện mà họ cần á, thì họ sẽ đưa vào và họ đào tạo. Thì họ gọi cái lớp này gọi là film study, film critic. Thì họ nói chung là một cái khóa học một năm, nhưng mà nó rất là nó rộng, nó không có đi vào ngành đạo diễn hoặc là viết, nó rộng tổng quát hết. Giờ và trong đó thì nó có workshop về viết kịch bản, workshop về làm phim, workshop về vân vân. Thì họ cứ đưa giáo viên về. Thì trong 2 năm trước thì Charlie có được cái lời mời của họ về làm cái workshop. Thì Charlie mới biết là ngay bây giờ thì ở trong nước mình cũng có những cái khóa đào tạo mà nó mang tính chuyên nghiệp. Còn cái bên trường điện ảnh thì Charlie chưa bao giờ vào cho nên không biết. Về phim Việt Nam đặc biệt là những bộ phim nó mang cái tính cách tuyên truyền á, thì có vẻ giống như là nó sẽ được ủng hộ bên này bên kia, Hàn Trần hoặc là những cái đạo diễn trẻ muốn làm những cái bộ phim đó, tại sao Charlie không chọn những cái bộ phim tuyên truyền như vậy, phục vụ cho một ý thức chính trị hoặc là phục vụ cho một giai đoạn chiến tranh hay là phim như vậy, tại sao không? Hàm với lại Charlie cũng là bạn với nhau đó, và chưa chắc gì Hàm làm cái phim đó với cái mục đích tuyên truyền. Charlie nghĩ như vậy, cái này chắc phải là hỏi Hàm thôi, nhưng mà Charlie nghĩ Hàm chỉ là làm cái phim đó vì muốn kể một cái câu chuyện mà Hàm tha thiết với nó thôi, chứ chưa chắc có một cái mục đích gì hết. Còn riêng bản thân Charlie thì khi mà làm một bộ phim á, cái mục đích đó là mình làm cho khán giả, mình làm cho khán giả, tức là một cái phim của mình muốn làm sao á, khi mà khán giả họ xem á mà họ thích họ sướng, họ cười, họ khóc, họ vui, họ thấy hồi hộp, họ thấy đã, họ thấy sướng. Cái mục đích nó là entertainment, nó là giải trí. Đó. Nếu như mà mình làm được cái nhiệm vụ đó thì là mình thành công. Còn nếu như mà mình làm xong bộ phim mà họ xem mà họ nói không hay, không đã, không sướng, hoặc là không cười, không tức cười gì đó, thì cho đi nghĩ đó là sự thất bại. Còn yếu tố giáo dục, không có giáo dục, không cần giáo dục luôn. Dạ, không có giáo dục, tức là hướng dẫn dư luận. Tức là phim ảnh nó không thể nào làm cái nó không có cái vai trò giáo dục trong đó được. Nếu mà mình muốn học thì vào trường chứ không thể nào đi xem phim mà để giáo dục người ta được hết. Không, tại vì nếu mà giáo dục thì phim Mỹ là lúc nào nó cũng bắn rầm rầm. Nếu mà nó làm giáo dục thì đâu có được. Mình Á Châu mình là hay thâm quý lắm, cứ muốn là phải triết lý giáo dục rồi phải ôm đồn nhiều thứ trên đời. Như vậy là cho liên cái đó không cần thiết. Như vậy tức là trong phim mình nó cũng có cái giáo dục nó nằm ở một cái khía cạnh này. Khi mà mình xem một bộ phim á,
mà mình yêu thích một cái nhân vật nào đó ở trong phim thì mình mới khóc với họ được, mình mới cười với họ được, mình mới cảm những cái nỗi đau của họ được. gần mình thấy gắn bó với họ được đó. Mà nếu như cái nhân vật đó mà mình không thích thì không thể nào mà mình thích cái phim đó được. Tức là khi mà mình viết hoặc là mình dựng phim á, mình phải làm sao đó cho khán giả yêu thương nhân vật của mình. Mà khán giả yêu thương nhân vật của mình á thì cái nhân vật này á không phải là nhân vật thánh thiện. Tại vì nhiều khi mình xem phim mình vẫn thích những cái anh chàng đóng vai ác phản diện. Phản diện nhiều khi mình cũng thích nữa, như là Scarface mình rất là thích. Thì cái vấn đề ở đây, cái vấn đề không phải là nó là giáo dục, nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái kỹ thuật làm sao cho người ta đồng cảm được với lại nhân vật của mình. Họ thấy được những cái tâm tư, họ thấy được cái nỗi đau, những cái điều khao khát, những cái vấp ngã, những cái mistake đó, và họ muốn cái nhân vật này tốt hơn. Mình muốn cái nhân vật này đến cuối phim đạt được cái ước nguyện, hoặc là có thể là thoát chết chẳng hạn đó, hoặc là vượt qua những cái chông gai đó. Thì ở trong đó nó có một cái thông điệp ngầm ở dưới đó. Có thể có xem đó là cái trường phái của làm phim kiểu Mỹ và trường phái làm phim của châu Âu không? Mỹ thì giải trí coi xong rồi thôi. Dạ. Châu Âu thì hay triết lý, hay là Á Châu cũng hay triết lý. Hai cái trường phái nó có thể gọi như vậy thôi. Châu Âu á, tức là ở châu Âu á, thì cái cách kể chuyện của họ khác. Mỹ tức là Mỹ á, Mỹ dân Mỹ họ thích vậy, tức là họ thích câu chuyện phải có bắt đầu và kết thúc. Còn châu Âu á, câu chuyện á không cần bắt đầu và cũng không cần kết thúc, nó chỉ là những cái mảng đời nó trôi, nó giống như một cuốn tiểu thuyết vậy. Khi mình đọc nó tạo những cái cảm xúc, cảm giác vậy thôi, rồi bắt đầu rồi nó hết, nó lắng lại, rồi mình về mình có thể mình relate, mình suy nghĩ với đó. Còn Mỹ á, là nó muốn câu chuyện phải có một cái chỗ bắt đầu và câu chuyện phải có một cái kết thúc, phải chấm dứt. Nó giống như một cái bài văn vậy đó, phải có mở rồi ấy rồi đóng. Còn Á Châu? Dạ. Còn Á Châu? Á Châu bây giờ thì nó lung tung, tức là có một số thì làm theo cái trường phái của Âu Châu, tức là về cảm xúc, như là phim của anh Trần Anh Hùng đó, phim Trần Anh Hùng. Thì cái phim của anh Trần Anh Hùng á, câu chuyện không phải là chính, câu chuyện nó không phải là quan trọng, nhưng mà cái, và cũng không có lời đối thoại luôn. Yeah. Không, cái lời đối thoại nhiều lắm à. nhưng mà cái chính của ảnh là cái cảm xúc. Ví dụ như là Xích Lô thì là cảm xúc ở Sài Gòn, còn Mùi Hè Chiều Thánh Đứng là cái cảm xúc ở Hà Nội đó. Nó chỉ là cảm xúc, nó chỉ là miêu tả những cái xúc cảm trong cái phim thôi. Thì đó là cái trường phái, nó rất là Âu Châu. Còn Mỹ là nó phải có câu chuyện, nhân vật.